chú anh chị nhá. Đấy, hôm nay xin giới thiệu các bác cô chú anh chị là tôi sẽ ký đá cho cái cây si tê chuột này. Đấy, cây này là ra chợ bà Vững cho này. Bà Vững cho này. Cái si tê chuột nhìn nó khá thiên nhiên. Đấy thì khi mà tôi có cái cây si này cho thì tôi nghĩ đến ngay đến cái việc cho nó ngồi lên một cái viên đá. Cây này thì bình thường thôi nhìn, nhưng mà nhìn nó thiên nhiên và nó bụi nó khá là, nhìn cũng khá là thụ. Cổ thụ thì tôi nghĩ ngồi lên một viên đá nó sẽ rất là hay. Đấy, thì cái dáng này nó cũng hợp với ngồi viên đá, nó đỡ bị nhỏ cái cây quá mà nó sẽ cảm giác có cái thiên nhiên thu nhỏ các bạn. Đấy. Thế thì tôi thì cũng trong cái hôm đấy thì tôi lại đi xin được cái viên đá này. Và nhặt được cái khay này luôn của ông anh ấy. Thì tôi về tôi đắp cái viên đá này thì nó có một cái nhọn nhọn ở dưới và nó có mặt này thôi. Tôi về tôi ghép thêm mấy cái mẩu vào đây. Đấy. Các bác còn nhìn vệt si cách đây 2 hôm thì ở nhà thì lại sẵn cái vữa mà hồi chát chít làm linh tinh thì còn một ít ấy. Thì may quá thì lại làm luôn chứ không phải đi mua cái gì cả, toàn bộ là đi xin và cho. Đấy thì nó có ý tưởng các bác thì làm nó dễ lắm. Đấy, cũng chia sẻ với các bác là thực ra để mà làm đá một cái cây mini nó rất là đơn giản. Quan trọng nhất là cái điều gì, thứ nhất là mình có ý tưởng tốt. Cái thứ hai mới đến là cái cách thức thực hiện. Cách thức thực hiện thì ta phải có đồ các bác. Ít ra các bác phải có cái khay, có cái si, hoặc là tôi thì không có những cái đồ nhỏ nhỏ như cái bay nhỏ để chát chít thì tay hoặc là những cái gì có thể làm được, nhưng mà không có đồ thì làm nó bực mình lắm. Đấy, và mình có cái ý tưởng tốt mà đồ không có mình thực hiện khó thì nó cũng bực mình. Ví dụ tôi đây thì đắp bằng tay thì lấy được ít vữa lên thì lại nó lại lem nhem hết cả trên cái mặt đá này. Đấy. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ ký cái, tôi sẽ cho cái cây si nó lên cái mặt này. Tôi thích cái mỏm này, cái mỏm này. Cái vữa này nó không được tốt lắm các bác, nó cũng bị một số chỗ nó bị kiểu như lâu nó dính nước, nó bị đóng cục cái xi măng ấy. Đấy, cho nên là cái lần đầu tôi làm thực tế là nó đẹp hơn cái như hình dáng bây giờ, nhưng mà cái lúc ấy ở đây hình như con mèo hay cái gì nó nhảy vào nó đổ. Đấy, thì tôi làm lại thì nó không đẹp được bằng như cái lúc đầu, nhưng mà nó cũng khá là hay. Đấy, tôi thêm viên này vào này. Tôi thêm viên này vào để vừa cho nó có chân đế, vừa có những cái chiều sâu. Cái viên đá này nó rất là hợp vì nó có cái mỏm này. Cái thứ hai là nó có những cái rãnh này. Khi mà cây si hoặc là cây kỳ đá nó ra rễ, nó ôm vào đây, những cái khe này rất là hợp lý. Đấy các bác nhìn. Cái khay này thì khay đều thôi, nhưng mà thôi mình nhặt được thì mình làm luôn ấy. Có cái ý tưởng mình làm luôn ấy. Đấy. Ok, bây giờ tôi rũ cái cây si này ra để ký nhá. Đấy, cây si này đúng lúc lá già mà làm này. Cây trên cái chậu cũng khá là lâu rồi đấy. Làm là rất là hợp lý rồi. Làm thôi các bác nhé. Tôi rũ cái cây si này ra xem. Không có rễ thì mình ủ ở đây thôi. Chứ khi nào nó phun rễ ra thì phun. Cái bát này hay phết. Đấy. Cái này thì phải rũ mỏng ra thôi. Rũ mỏng ra thôi.
Hợp lý đấy. Kiểu trình này đơn giản mà nghệ thuật cao đấy, những cái tác phẩm nghệ thuật nó không giới hạn đâu, dù to hay nhỏ mình có làm được là chất xám đấy, là nó khác này, đôi khi chỉ là ý tưởng lóe trên đầu là có một tác phẩm này.
Ổn chứ con? Các bác nắn lại hơi lâu chút, nhưng mà dữ liệu đây khá là ổn. Đây, sau những cái rễ nó sẽ luồn trong những cái lỗ như này. Đá này nó rất là nhiều cái góc cạnh. Đấy, rất hợp lý để cho những cái rễ nó lùa nó bám vào. Thì sau này nó sống thì nó mới phun rễ ra thì nó mới bám được. Nhưng bây giờ thì định hình như vậy thôi. Đấy, bác nhìn có cái mỏm đá đây, rất hay. Cái này cho xuống như này. Đấy, cái này bác ép vào đây. Rất nhiều khe kẽ này để không cần phải tạo rãnh nhiều. Khi có những cái viên đá nó trơ quá phải tạo rãnh để cho dễ. Nhưng mà cái này sẵn rất là nhiều khe rãnh rồi. Đấy, cây được nắn chỉnh khá là ổn rồi. Bây giờ tôi sẽ đem toàn bộ cái này đi ủ vào một cái thùng xốp và sơ dừa thật ẩm bác nhé. Thậm chí là ùm cả ni lông lên. Đấy, ùm cả ni lông lên. Và các bác sẽ chờ cái kết quả các bác nhé. Đấy, các bác nhìn. Sau sẽ thả nước ở dưới này. Chân chiếc rất là sâu rồi. Đấy. Đấy các bác nhé. Ký đá một viên, một cái cây bonsai mini nó rất là đơn giản rồi. Bởi vì nó mình khống chế được, không cần phải máy móc gì. Đá điếc nó cũng nhẹ. Chứ cây to thì cần phải người, sức người. Thì ngoài cái chuyện ý tưởng là cần sức người, cần máy móc và cần đồ đạc dụng cụ chuyên nghiệp. Chứ cây mini này thì nó đơn giản thôi. Nên hơi siêu tí, sau vít dần xuống dưới này. Đấy, sau trải cái rễ này nó ra. Các bác nhé, cứ mạnh dạn thực hiện, có ý tưởng là làm thôi. Cây mini nó đơn giản lắm. Đấy, ai cũng thể làm được hết mà. Nhiều khi mình cứ ngại, mình cứ nghĩ là mình không làm được, nhưng mà thực tế là nó không có gì phức tạp đâu. Quan trọng là ý tưởng mình mà. Ý tưởng tốt thì sẽ cho ra cái sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt các bạn. Bây giờ tôi sẽ quay lại đi, xong rồi khoe lại các bác nhé. Các bác ơi, đấy, giờ các bác không hề nhìn thấy một cái gì cả. Sau đây em sẽ ùm cả ni lông vào đây. Tất nhiên cây này thì cũng không cần thiết để ùm ni lông đâu, ùm ni lông cho nhanh ra rễ thôi. Nhưng mà hoặc là với những cái cây mà mình cắt quá nhiều rễ, những cây này gần như là giữ nguyên bộ rễ thì cũng không cần thiết lắm. Nhưng ùm được thì tốt, nó an toàn hơn. Nó nhanh ra rễ các bạn, không bị mất nước. Đấy, và giữ ẩm. Giữ ẩm. Xịt, liên tục xịt và răm cho nó ẩm quá nhé. Xong rồi. Bây giờ ùm. Thì ùm vào ni lông và cho ra bóng râm quá nhé, bóng mát. Cho bóng mát nhé. Một thời gian nó nảy rồi thì nảy cứng rồi thì cho ra nắng. Các bác nhé. Đấy, đẹp chưa? Giá trị nghệ thuật rất cao đấy. Các bác nhé. Ok, chúc các bác có những cái tác phẩm thành công mà không tốn những cái chi phí nha các bác nhé. Thế mới là cuộc chơi đó nhé. Chứ đua tiền mua tác phẩm đẹp thì không có nhiều ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.